Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2023. Hôm nay là thứ mấy nha? Hình như là hôm nay thứ năm. Rồi, bữa nay coi như là review cho quý anh chị em 12 mẫu hàng Huế. Bữa nay là hàng phải nói là tương đối rất là to và dài nha. Đây là một cái con chuồng số 1. Đây, để em quay cho quý anh chị em mình cùng xem ha. Thì tất cả những cái dòng chim này là 500k, không bao ship nha mọi người nha. Anh em nào ở tỉnh thì nhớ chuyển khoản trước giúp em nha. Bây giờ em sẽ quay làm sao cho nó kỹ cho mấy anh nè. Hôm nay là chút xíu nữa, khoảng chừng 11 hoặc là 12 giờ gì đó thì em về nó khoảng chừng 120 con chòe than và chòe lửa nha. Đó, ngày hôm qua thì thằng em nó có gửi cho em được có 4 con à. Đó, thì bữa nay nó gom lại nó gửi cho em thì đâu đó nó khoảng chừng 120 con chòe than và chòe lửa ha. Rồi, đây là cái con số 1 nha. Đó, do là nó hơi nhát thì em đứng kế bên đây thì nó không dám lên mòng. Tướng phải nói rất là to, yếm đậm ha. Đây là con số 1. Rồi, qua này con số 2 mọc đổ lân rất là đẹp luôn nè. Đây, con số 2 đổ lân rất là đẹp luôn. Để em lại gần sát sát tí xíu. Em quay cho quý anh chị em coi. Đây, số 2 ha. Đó, yếm rất là đậm, tướng rất là dài ha, mỏng đổ lân đẹp ha. Đây là số 2. Rồi, qua bên này số 3. Số 3 này cũng đổ lân gốc mỏng dày nha. Đây là số 3. Đây là số 3 nè. Mẫu này gọi là mẫu lưng quy nè. Rồi, qua bên này số 4. Đó, các anh thấy không? Mỏng đổ lên phía trước rất là đẹp ha. Con này gọi là đinh lân nè. Nó đổ lên phía trước rất là đẹp ha. Mỏng đinh lân có nghĩa là mỏng nó góc mỏng của nó dày nè, nó cao nè, nhưng mà nó đổ lên phía trước gọi là mỏng đinh lân nha. Còn mỏng lân là nó sẽ cong. Đinh lân là nó thẳng. Rồi đó là số 4 rồi ha. Qua này số 5 nè. Họ tướng bữa nay phải nói là rất là to dài nha mọi người nha. Họ số 5 mà nhìn rất là quậu nè. Đây là mẫu số 5. Rồi mẫu số 6 nè. Mới sang nó qua lồng thì nó hơi nhát, cho nên là nó đu lên phía trên này nè. Để em lại gần em quay. Đây là số 6 nè. Để em kêu xuống cho nó nhảy cái đã. Rồi đó thì mình mới xem được tướng của nó. Nó đu lên nó đứng một chỗ là rất là khó xem được cái tướng. Đây là số 6 nha mọi người nha. Wow, số 7 nè, số 7 phải nói là cái góc mộng nó giống như là không biết góc mộng này gọi là một góc mộng gì mà nó phải nói là nó rất là dày nha. Đây số 7 nè. Góc mộng rất là rộng. Đó, đây là số 7 nè. Nó rất là xiên tục ha. Đây số 7. Số 8 này là mỏng lanh luôn nè, rất là đẹp luôn nè. Có cái nết thì phải nói rất tuyệt vời. Số 8 này thì cái mẫu nó của nó thì nó chung chung chim thôi nha. Đó, nhưng mà cái nết của nó các anh thấy không? Nó cứ nhịp đuôi nhịp đuôi nhịp đuôi giống như là chòe than khi mà nó hót vậy, đứng nhịp 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 cái đuôi ha. Mỏng thì đổ lên, đổ lanh rất là đẹp luôn. Con này thì tướng nó chung thôi, nó không có to giống như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Tướng con này thì nó chung chim thôi. Đó, nhưng mà hình hài phải nói rất là đẹp nè. Đó, coi thấy cái mỏng thôi là thấy ăn tiền rồi. Đó là con số 8 nha. Qua này số 9 nè, 9 to lắm nè. Đây số 9 nè. À, toàn bộ chim này chim Huế nha mọi người nha, chim Huế. Đây số 9 nè, rất là to. To, dài, đây. Đó, đây số 9 nè, rất đẹp. Má hàng thành nó bán chim lúc nào nó không khen đẹp. Rồi, đây là số 10 nè. Đây. Những cái con này á, em tách chuồng ra như thế này là con nào nó cũng phải nói là nó tục rất là nhiều ha. Rồi, bên này là số 11 nè. Số 11 này xòe mềm nè, các anh thấy cái đuôi của nó. Đuôi của nó nè, lúc nào nó cũng xòe ra cỡ 3 đến 4 ngón tay. Đây, số 11 ha, đây nè. Để em lại sát sát em quay cho
cho mấy anh xem ha. Chim xòe mềm thì nó rẻ hơn là đó. Trời ơi nó xòe. Đây là số 11 ha. Xòe mềm thì nó rẻ hơn ha. Xòe cứng thì em đặt hàng ở ngoài Quảng Nam Đà Nẵng á, một con chim bổi thôi 3-4 triệu á, mà chim trống á, mà xòe cứng á 3-4 triệu không có luôn nha mọi người nha. Đó cho nên là mấy anh mới tập chơi á, Thành ơi kiếm cho anh chim nào xòe. Dạ thưa với mấy anh, xòe mà chim bổi không thôi á, chỉ có bao trống thôi, 3-4 triệu một con rồi. Đó cho nên mấy anh mới tập chơi á, trước khi dặn chim á thì nên tìm hiểu kỹ trước giúp em nha. Rồi đây là số 12 nè. Đó, tướng rất là dài ha. Dài như cái ống bơm luôn. Dài thì là dài luôn. Má ơi con số 8 này đẹp quá má ơi. Rồi. Con chà mào này nè. Ủa, đâu mất rồi. À đây, đây. Hồi sáng sang lồng sao mà nó bị rớt lông đuôi ha. Đó, bán hên xui, hai xị ha. Rồi, có con hàng độc nữa là để em vô nhà em lấy cho mấy anh xem nè. Con này á là bán không có bao. Vì bán ở đây là bán cái hàng độc chứ không phải là bán mà dạng như là để chơi. Đó thì anh em có thể về nuôi AV hay là làm cái gì đó thì tùy ha. Con này là con chào màu âm dương. Rồi để em đem ra ngoài cho nó sáng sáng, mình quay cho nó dễ ha. Con chào màu âm dương nha. Bán không có bao nha, 300k. Cái này là đang bán cái coi như là cái nét độc lạ của nó. Đó. Tối quá. Để đem ra ngoài sáng cái đã. Đây, đem ra ngoài sáng này quay cho nó dễ nè. Đây, bên này sáng hơn. Đó, con này là một bên tách đỏ, một bên tách đen nha. Con này gọi là âm dương. Hay là có cần mình bắt ra xem không, không biết nữa. Xòe như con chim bào bóng vậy đó. Con này em chưa nghe ra giọng nha. Cái này bán cái độc lạ của nó là 300k nha, không bao nha. Con trào màu âm dương. Đây bắt ra luôn cho nó dễ ha. Đó, nói ấy, có sách mắt có chứng. Bán cái gì cũng vậy, bắt ra coi cho nó dễ. Rồi tạm thời để cái điện thoại ở đây đi ha. Rồi, đây nè. Con này là mắt, móng, mỏ, tay chân đầy đủ hết, không bị lỗi nha. Đây, cái mặt của nó đen giống như bao công mà. Bên này thì đỏ nè. Đó, con này bán không bao nha, 300k. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ha. Chút xíu nữa em sẽ lên một cái clip coi như là chuyển than với cho lửa nha.